không chỉ tập luyện và thi đấu mà hiện nay Thanh Trúc còn nhận dạy võ, truyền lửa đam mê cho các bạn nhỏ tại câu lạc bộ Muay Thái Phú Thọ và quận 2. Câu lạc bộ Muay Thái của quận 2 là cũng là nơi mà em bắt đầu học võ từ đây. Đây là thầy đầu tiên dạy huấn luyện viên đội tuyển võ cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái cô đứng giữa cô đứng giữa nhìn ngầu nha, coi như là mình sẽ đứng lớp dạy lại các em luôn. Dạ. Hôm 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 vừa di chuyển qua mà nếu không kịp thì cái tay mình sẽ là đòn chặn. Nãy giờ lại xin quan sát á, thấy bạn rất đam mê dạy là truyền hết tất cả những gì mình hiểu biết dành cho các em của mình. Thì định hướng tương lai của Trúc có phải là đây không? Bản thân em bây giờ thì mới chớm bắt đầu biết được những cái đường nét của võ thuật thôi, nên em chỉ muốn là mình cố gắng học hỏi thêm. Khi nào mà mình cảm giác là đủ thì mình sẽ nuôi cái ước mơ của mình là mở một cái lò võ, mà cái lò đó thì cố gắng làm sao cho các em, những cái bạn trẻ mà khó khăn hay là những cái bạn mà không có điều kiện á, theo tập và để thi đấu. Nói chung là hỗ trợ hết sức có thể để... Giống như là thầy em vậy không? Dạ, giống như là thầy em nuôi một cái đội ngũ các em nhỏ mà khó khăn, không có lấy tiền. Đối với Thanh Trúc thì em ấy có một cái kỹ năng, và thì đầu tiên tôi vào đây để tập luyện, em là nhân tố tốt và cái sự tập luyện cố gắng chuyên cần nên em được thành công ngày hôm nay là do sự quyết tâm. Vì ngày mới vào đây thì em coi như là không biết gì hết, so tới bây giờ là coi như là đã chênh lệch cả ốc trời vực rồi. Đối với Nhất thì ở Việt Nam này có lẽ hàng cân của Trúc sẽ không có người thay thế Trúc nếu mà Trúc còn thi đấu.